Alo, xin chào mọi người nha. Mình là anh Mập Vlog đây. Mình đang ở khu phố 8 Long Bình. Khu 8 là cạnh chợ Điều, khu phố 2. Hôm nay là thứ bảy, ngày 21 tháng 8 năm 2021. Thì bên viễn thông của mình vẫn đi làm bình thường mà. Hôm nay mình với anh Trung sẽ đi xử lý, đi thay một cái thiết bị nó bị suy hao, suy giảm chất lượng. Việc của mình là đảm bảo chất lượng để cho sóng được luôn luôn tốt nhất, được thông suốt. Thì như các bạn cũng đã thấy, trước mặt các bạn là một cây cột anten. Đấy, cây cột anten là người ta gọi là mono. Có anh Trung đang đứng ở trên đó đấy. Anh Trung mình đang đứng trên đó và đang tiến hành thay anten. Bây giờ là 12 giờ. 12 giờ trưa rồi. Mặt trời đứng bóng. Thì mùa này thì thường là ban ngày nắng và chiều thì bắt đầu mưa. Chiều mưa đến tối gọi là mùa mưa đấy, vào đỉnh điểm của mùa mưa rồi. Cho nên mình phải tranh thủ thời gian để đi thay. Tuần này thì có rất là nhiều việc, nhiều nơi trạm phát sóng của mình nó bị suy giảm do là cái lưu lượng nó tăng đột biến ấy. Có đường xá sẵn, đường này chắc khoảng 6 mét. Hai bên lề, cái lề này là 4 mét. Mỗi bên lề là 4 mét. Đó. Thì các bạn có thể thấy xung quanh rất là trống cỏ lên nhiều, chứng tỏ người ta chưa ở nhiều. Tương lai chỗ này sẽ là một khu dân cư rất sầm uất, bởi vì nó sát khu công nghiệp Amata bên này này. Ngay bên này là khu nghiệp Amata luôn. Đây là công ty Free World này. Free World ở khu nghiệp cuối cùng, khu nghiệp Amata đó. Đấy, mọi người thấy không? Đường xá rất cực kỳ là rộng luôn. Rộng vô cùng. Đấy, nó là rất rộng. Mình sẽ đi ra giữa đường cho mọi người xem nhé. Ở đây do là chưa có người ở cho nên là đường nó hơi rác tí. Rác này là rác lá cây thì không ngại vấn đề gì. Đấy. Và mọi người nhìn lên cái anten này, anh Trung của mình đang ở trên đó. Anh Trung, anh đồng nghiệp này đang ở trên đó thay. Thì bình thường cái mono ấy, rất là khó leo nhé, khó leo vô cùng luôn, tại vì nó kẹt cứng. Nhưng mà cây này nó mới chỉ có hai mạng thôi, cho nên phía trên là anten, còn phía dưới vẫn còn ngồi được, thay còn có rờ, còn rất là thoải mái. Đây là xe mà mình đi xử lý nha. Trên xe có rất nhiều thiết bị để thay, dự phòng để ứng cứu những trường hợp mất liên lạc. Xe công ty cấp, chỉ việc lái đi làm thôi. Ở đây là một cái trạm phát sóng của Vinaphone. Sử dụng, không sử dụng nhà trạm mà sử dụng tủ. Đây. Trong tủ thì gồm có bộ nguồn và bộ nguồn dự phòng và một con thiết bị gọi là Baybank ha. Đây là Baybank. Nó làm nhiệm vụ điều khiển các cục phát sóng ở phía trên để phát ra tín hiệu 3G, phát sóng cho 3G và 4G cho các máy điện thoại truy cập internet và thực hiện cuộc gọi nhé. Đây là cục phát sóng. Phát sóng này là cục này là B1 là 3G ha. Thì vừa rồi là nó bị hư, cái cục đang ở trên đó, nó bị hư. Mình và anh Trung sẽ tiến hành thay này. Còn bên này là cái tủ của bên nhà mạng Mobifone. Đấy, cũng dài cái tủ này. Hiện tại thì bây giờ là viễn thông và các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng cái tủ này nhiều lắm, vì nó nhỏ gọn, gọn gàng. Còn đây người ta gọi là trụ monopole.
Một trụ bôn tức là cái trụ mà nó chỉ có một mình thôi, một cọc thôi, không có dây co và cũng chẳng có chân trĩ à. À? À. Rồi ok, bây giờ mọi người có thể thấy là chúng ta đang dùng phương pháp đối trọng. Nếu như có một con GoPro nó gắn ở trên cái cục đó thì rất là tuyệt vời luôn. À ok. Đối trọng tức là hai cục phát sóng này nó có trọng lượng như nhau, nó sẽ là cân bằng. Và chúng ta chỉ cần một lực khá nhỏ để mà tác động vào dây, đưa cục nhỏ, cục bới lên và hạ cục cũ xuống. Việc này thì sẽ thực hiện rất là đỡ tốn công sức và rất an toàn, bởi vì chỉ cần một người đứng trên thao tác thôi, không cần phải sử dụng đến hai nhân lực kéo và kéo tới hai lần. Như vậy sẽ mất thời gian và mất an toàn. Như vậy là anh Trung đã kéo xong cây RRU mới lên trên, sẽ sẵn sàng lắp đặt và RRU có đã được đưa xuống dưới. Việc hoán đổi cho nhau khá nhanh chóng, dựa trên là nguyên tắc đối trọng. Ok, mọi người đã thấy rồi ha. Đây, mình đang đứng ở cái ngã ba đường giao số đường số 2A, A2 với lại đường A9. Thì bên tay phải của mình này có một số nhà họ đã ở rồi đó. Nghe thấy không? Họ đã ở rồi. Và số nhà đang xây dở. Ha, phía bên tay này vẫn chưa có nhà. Và phía cái đường bên tay trái của mình á, chỉ có một cái nhà kho đây. Ha. Đường khá rộng. Và trước mặt mình ở đây á là một con đường cũng ngang 6 mét. Mình sẽ đi dọc dọc cho các bạn xem nhé. Đây là một khu cũng bị phong tỏa rồi, nhưng bên mình có giấy đi công tác thì mới vào được, nên lại dân anh không tiếp xúc với ai hết. Mình không có tiếp xúc với ai cả để tránh lây lan dịch bệnh, rất nguy hiểm. Hai bên đường các bạn thấy không, cỏ mọc đầy này. Là có sắn trụ chữa cháy luôn. Ok, cây xanh thì mọc cũng khá tốt, chúng không được chăm sóc. Nhà ở đây thì xây cũng không có trật tự, nhìn không được đẹp lắm. Đây có những nhà họ đang xây dở này, chưa tô luôn. Còn nhà này thì chuẩn bị đổ tấm rồi và chưa đổ được vì tình hình dịch bệnh này, tình hình dịch Covid nguy hiểm. Như vậy là tối người dân ở đây có thể ra đây chơi thể thao. Rồi quay lại nhé, quay lại vấn đề anh Trung đang tiến hành lắp ráp cục phát sóng vào. Trời nắng đổ lửa này, nắng nóng lắm. Vài năm tới sau khi dịch kết thúc rồi chắc người vào đây ở nhiều, có lẽ là người ta tìm một nơi đất trống rộng tuyệt vời á. Lá tràm này, cống này, lá tràm bít hết. Đây cũng có đường thoát nước chuẩn rồi đó. Nếu như ai muốn yên tĩnh thì vào đây ở cũng được, nhưng có điều nó hơi cách xa cái chỗ mua bán chút. Nhưng mà cách xa chỗ mua bán thì có khi lại hay, nó hay ở cái chỗ là nó không có nhiều người, cũng an toàn.
đúng không? Ok nhé, mình kết thúc video clip tại đây nhé. Bây giờ mình phải tiếp tục quay lại công việc đây. Chào các bạn nhé, hẹn các bạn lần sau nhé. Bye bye.